Kênh Đất Bà Rịa ông tài giả Phan Văn Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng ngay vòng xoay của thị trấn Long Điền quý anh chị ha. Thì bên kia là chợ Long Điền nha quý anh chị. Đó, chợ Long Điền, chợ mới Long Điền quý anh chị ha. Còn đối diện miếng đất của mình là ngay cây xăng luôn. Đó, đây cây xăng đây quý anh chị ha. Thì cái vòng xoay Long Điền này một hướng ra quốc lộ 55 đi về đất đỏ nha quý anh chị, còn một hướng là về phường Long Tâm thành phố Bà Rịa quý anh chị ha. Còn hướng này là đường hương lộ 2 ha. Đường hương lộ 2 này hướng này đi ra chợ Hòa Long nha quý anh chị. Thì miếng đất mình nằm đây nha. Ngang 5 sâu 22. Ở 5 sâu 22 60 mét thổ cư nha quý anh chị. Thì cái này đất này là thuộc phường Long Tâm thành phố Bà Rịa quý anh chị ha. Phường Long Tâm thành phố Bà Rịa giáp tranh với lại thị trấn Long Điền. Thì hôm nay là chủ xả lỗ quý anh chị nha. Đó. Từ 2 tỷ rưỡi mà nay còn chỉ có là 2 tỷ 050 triệu thôi. Thì anh chị sở hữu ngay một lô đất ngay vòng xoay nha quý anh chị. Ngay vòng xoay của thị trấn Long Điền, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý anh chị nha. Từ đó vị trí của mình anh chị đi về biển Long Hải đi khoảng độ tầm 10 km nha quý anh chị. Đó, đi tầm 10 km là tới biển Long Hải nha. Về thành phố Vũng Tàu đi khoảng độ tầm 20 km là về trung tâm thành phố Vũng Tàu nha quý anh chị. Cái đường hương lộ 2 này sao là mở rộng quý anh chị ha. Mở rộng khoảng độ một bên khoảng độ tầm 4 5 m rồi nha quý anh chị. Đó. Thì sản phẩm mình qua đây thì anh chị nào mà thiện chí miếng này thì liên hệ cho em nha. Đất mình là cao ráo hơn đường nha quý anh chị. Đó. Đã có 60 mét thổ cư nha, sổ hồng riêng sang tên công chứng một nốt nhạc quý anh chị nha. Đó. Để em quay sơ cái sơ đồ cho quý anh chị xem ha. Đó, đây là cái sơ đồ của nó nha quý anh chị. Đó, ngang 5 sau 23 nha. Đó. Thì nói chung miếng mình là trung tâm luôn rồi. Đây em quay sơ vị trí cho quý anh chị xem. Đây là vị trí chấm đỏ là vị trí đất mình ha. Còn đây là vị trí chợ. Nói chung là sát bên chợ luôn quý anh chị nha. Mặt tiền đường hương lộ 2 này là kinh doanh buôn bán thoải mái nha quý anh chị. Rồi sáng nay em cũng xin giới thiệu thêm là anh chị nào mà có đất hạng nhà cần bán thì liên hệ em ra bán phụ nha. Rồi hẹn anh chị video sớm nhất quý anh chị nha. À.